làm máy cho tàu rút 115 tại tiệm sửa xe Khánh. Đang lắp ráp nha anh em. Giờ đắp nồi anh em, bụng đắp xong rồi, đắp nồi. Sư phụ đắp là bảo đảm lắm nha anh em. Phụ đây anh em ha, phụ đắp ha. Đâu đây? Đâu là cái dù á, cái dù á. Làm mới đó nha em, lòng bê tông bạc là mới luôn nha. Tông lên em. Giờ đắp nồi trước rồi đắp bê tông xong. Bê tông một bao bạc này đủ anh em ha. Đắp nồi thay bố Thái luôn nha nè. Lên cái xe bếp này nồi rất yếu nha nè. Nên buộc phải lên nồi Thái cho nó bốc nha, không bị tuột nồi. Xe này chạy ráp nha anh em. Làm để chạy ráp đó, chạy bền mà tiết kiệm xăng. Máy mạnh. Mạnh bền tiết kiệm xăng nha. Tiêu chí của chủ xe ráp đưa ra là mạnh bền tiết kiệm xăng. Làm theo đúng ý chủ không? Mày ngọc mày thép dữ trời lắm, đủ không phải như xì lút đâu, thép dữ lắm tép. Má dặn không có ngán tay luôn. Thời gian làm khoảng buổi anh em. Anh em mới tới địa chỉ 462-15 đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10. Sát không có siêu thị Sài Gòn xa chai anh em. Ngay giữa góc Thành Thái với 3 tháng 2 á. Rồi chạy vô 20m là tiệm sửa xe Khánh. Nồi tao rút này là khó chịu đó nha nè, rất là dễ tuột ha. Cái này mà thợ ngoài làm thì không có đảm bảo cho anh em được đâu, tại vì nó chỉ xài 2 lá bố thôi. Vì nó có lá giờ chế là 2 lá. Một cái sắt, 2 lá sắt nó dày lắm. Cái này qua Khánh thay bố Thái anh em, chạy bao bóc cho anh em, bóc bền không bị tuột nồi anh em ha. Còn xe đây anh em, xe đây đã đây 47 à, khách tỉnh lên Sài Gòn chạy ráp ha, 7 anh em ha. Hôm nay xe chạy ráp cho nên là tiêu chí phải tiết kiệm xăng nha anh em, máy phải mạnh mà tiết kiệm xăng. Cái lon nồi không ộp lon nồi luôn này, làm chút gì đâu gì đâu lon. Anh em nào chạy ráp muốn làm xe chạy tiết kiệm xăng, máy bền mạnh thì qua tiệm gặp Khánh ha, Khánh sẽ giúp cho anh em chạy tiết kiệm xăng, lấy tiền khách mà coi như là lấy đủ luôn á. Rồi chào anh em ha, phụ đắp thì anh em cứ yên tâm.